À, nhiều anh em hỏi mình xe uh, quên thai lọc nhớt thì có bị nghẹt nhớt không? À, đây là câu trả lời cho anh em đây, Mỗi một lọc nhớt chính hãng đều có một cái quanh phụ này Quanh này là để uh, khi nào mà cái áp sức nó bơm mạnh quá uh, thì nó sẽ thoát qua đường cái quanh này nha anh em à, Nhớ thai uh, lọc chính hãng để có quanh này nha Hàng uh, lô nhiều cái sẽ không có quanh này nha